răng cá mập hóa thạch. Rồi. This car is $10,000. Wow. That's $4. Cả nhà ơi, hôm nay thì hai anh em tới cái show bán đồ cổ. Do ở đây họ muốn bảo mật cho nên không có quay mặt. Thì mình chỉ quay những cái gian hàng như thế này. Thì ở đây có cái ladder. Gian hàng này là theo cái ladder là tên của cái nước. Mình cứ thế mà mình lựa, giống như là muốn tìm Việt Nam thì vô ladder V. Và ở trong đây những cái quốc gia nào mà có cái ladder V này á thì mình tìm thôi. Cái show thì nằm ở đây. Và ở trên đó có tờ tiền. Thì ở trên đây là giá tiền nè. Này của Singapore. Ở quầy của chú này thì đây là những cái hình của những cái môn đánh golf, môn soccer, football. How much? 500? This is 500. This one is 250. This one is 500. Yeah. This one 700. This one 300. This one 250. Yeah. Autograph. Wow. Ở đây là chữ ký đó mọi người. Giống như diễn viên rồi đó, họ ký lên cái hình của họ đó. Wow, thì ra vậy cho nên nó mắc. You want to see $10,000 card? Wow. Chú sẽ show cho mình xem cái thẻ mà 10,000. This card is $10,000. Wow. Wow. Có chữ ký của anh đó trên luôn. Yeah. This card $4,000. Này là 4,000. Wow. But this one no signature. No sir. Yeah. It's a rookie card. No, a grade 10 BG, a Beckett grade 10. Gold label. Rookie card. Đây là những cái người mà họ hâm mộ những cái nhân vật này nè, dùng cả cuộc đời hoặc nửa đời của họ để sưu tầm. Thì nếu như mà nhiều quá thì họ sẽ bán ra bớt để mua cái mới. You just say you sold all of the old and buy the new one, right? Yeah. How about your wife? What you say? I'm doing it for 30 years, so it doesn't matter anymore. Yeah. Đó. Đối với mình thì mù màu về những cái này mọi người. Không có hiểu biết gì về những cái môn thể thao, cho nên là mình cũng không biết là nó giá trị liên thành hay là giá trị gì trong lòng của mọi người. Ở đây mình chỉ được video của những cái món hàng thôi, không có được đưa cái camera lên trên để quay mặt của mọi người. Đó. Thật sự là mình đi cho mở mang tầm nhìn, học được cái gì học, để giải thích cho mọi người những cái gì mà mình có thể biết. Thật ra là cái này mình bị mù màu nha mọi người. Rất đẹp. Để mình kiếm xem cái nào mắc nè. Như cái đồng đơn giản này nè, là một đồng hả ta? AED thì không biết là mấy đồng. Cái giá trị đồng tiền nằm ở dưới, cho nên mình cũng không biết là bao nhiêu tiền. Thằng thì cái giá của nó là 65 đồng. Thằng này 90 đồng. Nhưng mà những đồng này không phải của Mỹ, Jamaica nè.
Bên này thì cũng vậy, những đồng tiền này rất to. Để mình qua cái gian hàng khác nha. À, những cái đồng này thì mình cũng không biết là vàng si hay là vàng thật, nhưng mình nghĩ là vàng 100%. Giá của nó đến 475 một cái đồng tí xịu luôn đó, bằng cái đầu ngón út của mình thôi. Cái này làm mặt dây chuyền đeo rất là đẹp luôn á. Giá trị cho mọi người, đây là đồng vàng luôn á. Ở đây là họ cũng có mua lại những cái đồng luôn nè mọi người. Ai có đồng thì mình đem ra mình bán. Mình có thể mua và cũng có thể bán. Vui quá khi mà tiếng Anh bập bẹ đi ra đây để nói chuyện, rất là vui luôn á. Mặc dù là mình nói có nhiều cái họ không hiểu và mình nói không đúng, nhưng mà để cho mình được học được nhiều hơn, mình dạng mình cứ hỏi, cứ nói, cứ nghe thì từ từ tiếng Anh mình cũng lên thôi cả nhà. Ở đây là đồ cổ, đá quý nè mọi người. Có những cục đá có hình hóa thạch của những cái con luôn nè. Thì không biết con này là con gì, chắc kè hay cái gì á. Chắc là nó chết ở trên đây rồi nó hóa thạch, nó in dấu lên. Ở đây thì có hình con tôm và con cá nè. 495. Đây có những cái cục đá nè, rất đẹp, gỗ hóa thạch nè, chắc là gỗ hóa thạch có thể mình thấy giống nè. Dạ. Ở đây không biết con gì ha. Wow. Này là một cái con ốc. Không biết là đây là ốc hóa thạch hay là cái đá này người ta đẽo thành hình con ốc. Răng cá mập hóa thạch. Để mình chụp hình lại nha. If I can change some of this, I'll be happy to. His legacy is mixed. The myth is like better than the myth. This one, that's usually the restaurant. Giá tiền ở đây là 795 đồng. Một cái con gì đó hóa thạch ở trên một cái miếng đá. Tôm cá cua rồi thì 495 đồng. Còn cái này thì không biết, cái này hình như hình con cá đuối nhỏ nè. Mở mang tầm nhìn đẹp quá. 7 đồng. Do you have 1985? Yeah. That's $4. It's $4? Yeah, but not silver. Yeah, not this silver. This is not silver. This is silver. Mm. Cái này 4 đồng nè cả nhà. That got me started. Ở gian hàng cuối cùng này thì điều rất là đặc biệt mọi người. Ở gian hàng này thì ảnh có những cái tấm hình hồi xa xưa luôn á. Ở đây chuyên có những cái bức tranh, hình ảnh chụp thời xưa. Toàn bộ cái gian hàng này là hình. Thì đối với nhiều người đây là những cái bức hình đầy ý nghĩa. Người ta vẫn mua nha mọi người. Có những điều không tưởng nhưng là có thể hết. Sa xin dừng lại video ở đây. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe. Và đừng quên, nếu thương Sa hãy bấm nút like, share và ấn nút subscribe màu đỏ bên dưới để có thể nhận được những thông báo mới nhất từ những video tiếp theo mà Sa đưa lên nha.